Và hôm nay chúng ta sẽ làm mấy việc như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ tạo ánh sáng. Mình sẽ tạo một cái ánh sáng huỳnh quang. Huỳnh quang ha. Huỳnh quang tức là ánh sáng nó tự phát ra. Đó, bản thân nó tự tỏa sáng ra ha. Tự tỏa sáng ra. Rồi sau đó mình sẽ gắng tạo một vài chất liệu như là chất liệu trong suốt, chất liệu phản phản chiếu gì đó, thì mình sẽ tạo vài chất liệu. Còn cái chính là cái tạo cái ánh sáng huỳnh quang. Rồi bây giờ trước khi làm cái chất liệu ánh sáng huỳnh quang thì thầy tạo một cái không gian, thầy tạo một cái cube, thầy cho cube này lên trên bề mặt lưới đi cho nó dễ ha. Rồi thầy có thể scale cái cube này cho nó to ra. Đó, thầy cho nó to ra. Đó, to đều thì mình sẽ kéo ở góc này. Ví dụ vậy ha. Thầy cho nó thấp xuống. Rồi. Mình có giống như cái hộp vậy đó. Bây giờ thầy sẽ cần vợt cái khối đi. Thầy chọn cái mặt. Đó, thầy xóa đi. Được chưa? Đó. Mình có được cái khối hộp như vậy. À, rồi bước tiếp theo thầy sẽ tạo các cái đối tượng bên trong. Thì đây các bạn ôn lại cái bài, nếu mình muốn chữ thì các bạn chọn chữ này. Đó, bấm vô cái đấy, chọn tay chữ này. Rồi, mình bấm vào chữ tách này ha. Đó, chỗ này nó ra chậm rồi. Rồi mình đặt tên, ví dụ đây mình đặt tên, đánh cái tên gì đó thì bạn tự đánh. Ví dụ mình đánh chữ ạc đây, máy giờ nó hơi nặng, chậm à. Rồi các bạn xong thì nhấp ra ngoài này thì nó sẽ hoạt động ở đây thôi. Mình muốn chỉnh lại cái phông này cho nó nhỏ lại thì bạn vẫn chọn chữ T, đánh vào cái lớp chữ T này. Đó, nó trong cái phần object này ha. Thì chỗ này mình sẽ chọn phông này. Đó, phông thì bấm dưới đây. Các bạn sẽ tìm cái phông. Sao máy chạy hết nổi. Chắc đang để Photoshop à. Các bạn bấm đây, mình sẽ chọn cái phông. Chọn phông là nó tùy các bạn. Ví dụ mình chọn cái phông nó dày mà nó không có chân. Đấy, mình thích phông này, mình chọn phông này. Đó. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ chỉnh cái phông nó nhỏ lại này. Như bài chữ này hướng dẫn rồi. Đó. Đây có cái chữ này. Đi chuyển. Được chưa? À, các bạn muốn cái chữ này nó tạo khối chẳng hạn. Đó. Bây giờ mình muốn tạo cho thành khối thì sao? Click phải được không? Đâu có đâu. Đúng không? Các bạn bấm vào trong chỗ này mình chọn lệnh gì? À, extrude này là extrude cho 2D thành 3D nha, nó khác với cái extrude về poly ha. À, cái extrude này dùng cho cái 2D lên 3D này. Các bạn kéo chữ T thả vô đây đúng không? Đó. Nó nổi khối lên này. Đó, nó nổi khối thì bây giờ nó đẩy khối theo cái trục là gì? Trục Z nha, màu xanh này này. Đó, nó đẩy theo trục Z nha. Chú ý nha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vô cái extrude này. Thì nó đang đẩy khối 20 theo trục Z này ha. Đó, các bạn muốn chỉnh lại thì các bạn tự chỉnh ở cái khối này. Đó, tự chỉnh ở đây. Còn cái phần cap thì hôm trước thầy giới thiệu star thì mình chọn là cap fill thì nó sẽ tạo ra cái này, giảm lên xuống tạo ra cái độ vát cạnh hoặc là bo gì đó thì mình có thể điều chỉnh ở cái chỗ này ha. À, phía sau thì fill cap này. Cái này thì hôm trước mình làm rồi nên thầy nói nhanh thôi. Đó, thầy nói nhanh để các bạn làm những cái việc chỉnh. À, ví dụ vậy, mình có không gian để kéo sát đây. Rồi, giờ các bạn muốn tạo thêm một cái chữ nữa thì mình tiếp tục vô cái ngòi viết này, chọn chữ T này, tách này, mình đánh cái chữ gì đó, ví dụ như chữ design đi, đâu rồi, đánh ở đây, chữ design, no,
Rồi nhấp ra ngoài này thì các bạn sẽ tạo ra được cái chữ ở ngoài này. Mình cũng hiệu chỉnh nó lại. Rồi, mình cho cái phông này. Coi cái phông nãy là bao nhiêu, bấm về tách nãy này. Tách 74 đó, 74 cho nó lên 80 cho nó chặn. Rồi bây giờ mình quay lên trên cái tách trên này mình cũng để 80 cho nó bằng nhau đây. Ví dụ mà cái này thì tùy thôi, cũng không quan trọng ha, cái ví dụ thôi. Đó, mình cho cái rồi nó hơi to đó, rồi, cho nó nhỏ hơn xíu. Rồi giờ tiếp theo mình xoay nó lại. Để xoay thì bạn dùng công cụ xoay này, mình xoay theo cái trục này ha. Và khi xoay bạn nhớ để phím shift thì nó sẽ chạy lấy thông số chẵn đó. À, mình cứ mỗi lần 10 10 10 thì nó sẽ chẵn cho mình. À, thì đến đây là 90 độ. Đây 90. Rồi. Cái khối này nó không bằng nhau. Trả lại vào đây ha. Rồi các bạn cũng tạo khối ra. Cũng tạo thêm một cái extrude nữa. Đó. Kéo thả vô. Mình thấy nó nổi khối này. Nhưng mà lúc này các bạn thấy cái nó đẩy là đẩy theo cái trục gì, mặc định nó bao giờ nó cũng đẩy theo trục Z này hết. Nhưng mà bây giờ mình bị nó thay đổi cái tọa độ trục rồi. Nên mình xem cái khối này nó bị lép, nó bị chuyển qua đây này, theo trục trục Z này thấy không? Các bạn thấy giờ nó đẩy theo trục Z không? Bấm nhạc chu mình thấy này. Đâu rồi? Qua object này, đó, trục Z này. Bây giờ mình cho trục Z bằng 0 thì nó mới trả lại được, tại vì nó theo trục Z mà, thấy không? Đó, trục Z bằng 0. Bây giờ mình sẽ kéo theo trục nào đây? Nó đẩy là đẩy theo trục, bây giờ là trục Y này ha. Xin lỗi, trục X này. Đó, mình kéo trục X này. Rõ ràng mình được cái chữ vậy không? Nó đại loại vậy ha. Mình làm đại đại thôi chứ còn giảm mình thấp xuống. Đây là chế độ phát. Độ phát cảnh lại vào đây à. Này bên trong sẽ chọn cái bên ngoài đó, mình có được cái chữ đó bò vậy. Rồi ví dụ thôi mà. À, hai cái chưa? Bây giờ các bạn muốn mình tạo thêm một cái nữa đi. Tại khối khối gì đây, tạo khối gì hay hay đi. Khối Ruby đi ha. Đây, scale nó nhỏ lại này. À, cho nó lớn lên. Trên cái sàn rồi để đây có ba đối tượng đúng không, mình tạo xong được cái khối rồi đó. Rồi bây giờ render một cái xem sao đã ha. Bấm vô render nhanh rồi mình bấm qua bên trái này đó, thì nó chạy render cái view này của mình thôi. Bây giờ thầy sẽ gán chất liệu cho cái đối tượng này mà khối làm bằng đèn huỳnh quang ha. Bây giờ thì nhấp double trên cái vùng biên tập này hoặc là vô nút brick này, chọn new material này. Đó thì nó ra được cái ô chất liệu này, thì nhấp double vào cái ô chất liệu để nó mở lên cái bảng này cho mình thấy dễ nè, được chưa? Bây giờ thầy cần chất liệu gì? Đó. Cái ô này thì giống như mọi khi là các bạn hay chọn màu chất liệu này đúng không, mình chọn màu gì đó thì đây là màu này, ở cái ô diffuse này. Còn giờ mình làm chất liệu huỳnh quang mình bỏ đi, không chọn nó nữa. Bỏ luôn cái relax này luôn. Thấy không? Mà các bạn sẽ chuyển sang chọn gì? À, cái phần luminate, à, luminize, à, luminize. Bạn check cho đây.
check chưa đây ha. Đó thì khi check đây, bởi cái màu mặc định nó là màu trắng này, nó phát sáng này, thấy không? Giờ các bạn không thích cái màu này mình có thể bấm vào đây mình đổi cái màu khác, ví dụ thầy cần màu xanh này đi. Đó, xanh miner, xanh ok, có màu xanh. Thầy muốn copy ra, thầy để cần chôn, thầy kéo ra đây thì thầy copy thêm cái, thầy đổi màu khác đi, thầy cần màu màu đỏ này. Ok, thầy muốn copy ra thì chỉ cần chôn thì kéo đây nữa. Đó, bây giờ thầy sẽ đổi thành màu màu blue. Ok, được chưa? Giờ thầy có 3 màu rồi. Rồi bây giờ thầy gán nó vô nè, cái màu xanh thầy gán ở đây nè, cái màu đỏ thầy gán vào đây nè, màu xanh này thầy gán ở đây nè. Ví dụ thầy có 3 màu đó, bạn thấy màu rất là rực. Bây giờ thầy render xem, các bạn thấy cái chất liệu alu này nó vẫn alumi này vẫn chưa có phát phát quang đúng không? Nó chỉ bản thân nó mới mới trong thôi. Bây giờ các bạn muốn ấy mình phải gắn cái đèn thêm. Thì hôm trước mình học đèn đó, các bạn xài cái đèn cơ bản này, light. Rồi mình có một cái đèn ở đây, mình thấy kéo đèn lên nó sáng này ha. Đó, sáng khu xung quanh này. Đó, độ sáng như vậy đi ha, thì cần cái đèn tập trung vào cái khoảng này thôi. Rồi bây giờ render một cái xem này. Bạn thấy nó cũng chưa có gì hết ha, nó cũng hơi chưa có gì, nó chỉ sáng không gian thôi, sáng không gian của mình thôi. Rồi bây giờ mình mới setup cho nó này, các bạn bấm vào cái menu trong cái phần render setup này, đâu rồi, các bạn bấm vô cái render setup này, cái hình bánh xe á, bấm vô đây. Rồi trong cái phần effect này, trong phần effect ha, bấm vô cái effect này. Đó, bạn chọn cho thầy cái global illumination này. Đó, bản thân nó tự phát sáng global illumination. Rồi nó check cho đây rồi đó, khi khi đó mình sẽ render với cái hiệu ứng bắt sáng này, với cái chất liệu ánh sáng này. Thì cái phần global này thì mặc định thì mình cứ tạm thời các bạn cứ để mặc định đi. À, còn mình muốn chỉnh thì các bạn có thể chỉnh thêm một vài thông số để theo để hiểu thêm ha. Mấy cái chỗ này là chẳng qua là phần chất chất lượng render thôi, mình để trung bình là được. Rồi bây giờ mình render thêm thử này. Thì bắt đầu bạn thấy nó lên này, đúng không? Đó bắt đầu nó có cái độ phản phản chiếu rồi đó, có cái độ alumay rồi đó, nó huỳnh quang bắt đầu nó sáng lên. Bạn để ý góc này đang render nhé, render hết ở cái góc này thì mình mới thấy được đó, thì lúc này bạn thấy nó xong này. Nhưng mà bạn thấy nó chưa có phản chiếu ra được cái nền này đúng không? Đó, chưa chưa có gì đấy hết. Bởi vì sao? Bởi vì cái đèn này này, cái đèn light của mình này, nó sáng quá. Cái đèn light nó sáng quá thì nó không có tác dụng lên được cái vật thể này. Thì giờ thầy vô cái đèn light này, thầy giảm cái inter này xuống. Các bạn đây mình có cái ở đây các bạn có cái gì, ở đây mình có cái inter đâu rồi? Đây này, cái intensity này, zoom lớn lên này. Intensity tức là cường độ ha, cường độ sáng, cường độ sáng. Thì bây giờ mình giảm, mình kéo cái thanh này này, mình kéo về đây đó, mình kéo về đây thì nó sẽ giảm xuống, giảm phần trăm xuống. Đó, tới đây là 50 này, không? Giảm xuống nữa này. Thì càng giảm nhiều xuống thì cái độ phát sáng này nó mới mạnh lên. Giờ mình render lên xem lại. Đèn thì là nó hơi nặng ha. Đó thì lúc này các bạn thấy cái sự phản chiếu nó có đây này, thấy không? Nó phản chiếu bắt đầu nó phản ra rồi đó. Đó. Khối dày đó.
cao lên, cao luôn. Nói chung là các bạn sẽ tự thay đổi các cái thông số đây này. À, tăng hoặc giảm cái intensity này xuống để các bạn thấy được cái hiệu quả của nó ha. Giảm xuống cỡ này đi. Xuống còn có 10 13%. Đó thì bạn thấy cái phần trăm này mình giảm xuống nhiều bao nhiêu thì cái cường độ sáng của nó mạnh bấy nhiêu ha. Nó sáng rất là đẹp, mạnh. Thì cái này mình có thể ứng dụng vô làm mấy cái đèn, ví dụ bạn muốn làm cái bóng đèn tip chẳng hạn, mình tạo một cái cylinder đi. Bạn tạo cái cylinder ha. Mình cho cái cylinder này nó nhỏ thôi. Radius này nhỏ lại. Đó. Rồi bây giờ thì xoay nó ngang đi. Xoay ngang 90 độ. Đẩy nó sát đi rồi. Mình qua bên vùng top rồi mình thấy rõ rõ này, để sát với đây. Rồi mình sẽ xem nó cao mức độ nào. Cái này đi ha, cái này đi. Xoay cho nó ngay lại xíu. Rồi đại loại vậy. Bây giờ mình qua đây nè. Rồi mình tạo một chất liệu cho cái này. Nếu mình gán ba cái màu này vào đây thì nó sẽ có ba cái màu này. Bây giờ mình muốn ánh sáng nó phát trắng ra cơ. Bây giờ thầy sẽ bỏ này đi, bỏ này đi, chọn vào alu, alumination màu trắng đó. Ok rồi thầy gán nó vô đây thôi. Giờ render lên thì mình sẽ thấy nó phát 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 quang liền. Ở bên đó 3D Max nó có cái chế độ cell alumay á, chính là cái chế độ phát huyền quang như vậy ở cái phần là biên tập chất liệu đó. Thì lúc này Sao nó không sáng mặt trước mặt sau này? Trước mặt sau đây nè, sau sao lúc render thấy ở mấy cái cạnh chữ nó phát sáng nhưng mà mấy cạnh chữ này hả? Bấm dạ render thật này. Cái đó là do cái đèn ánh sáng của mình á, mình đặt cái ánh sáng tăng giảm cái chế độ sáng nữa. Lâu tắt render này lâu đợi kia cho nhầm. Cái này nó chỉ phát quang như vậy thôi.
thì ánh sáng nó càng tối bao nhiêu thì nó phát cái này càng mạnh như nhau.